Hello, chào các bạn Chào mừng các bạn đến với channel của mình à, Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cắt và trim video với phim 11 nhé à, Trong cái phiên bản mới này thì nó lại thay đổi tí <laughs> Hơi thay đổi tí là nhà cái kéo uh, Cái kéo với lại cái việc di chuyển cái kim thời gian ấy Nó hơi bị uh, phiền là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để cắt uh, ghép video sau đó là sẽ chỉnh lại làm sao để cho nó cái kéo nó tức là cái kim thời gian ấy uh, việc di chuyển nó trở trở về lại như bình thường uh, ok để mình chỉ cho cho các bạn cái điều bất thường nhé. Uh, đây là máy là màn hình máy tính của mình nhé bây giờ mình sẽ uh, vào cái video cũ của mình nhé trước cái video hỏi đáp về YouTube ấy. Uh, ok khi Ok này YouTube Q&A này À, sắp tới mình sẽ làm phần 2 nếu như mà bạn nào mà có câu hỏi nào về YouTube các bạn có thể đặt câu hỏi ở bên dưới. À, OK ví dụ ví dụ nhé đây là cái dự án của mình rồi mình xóa hết đi đã, à, mình xóa hết đi. À, bây giờ mình kéo cái video xuống ví dụ chẳng hạn nhé đây là một cái video của mình à, trong trường hợp mình sẽ tắt tiếng đi. À, khi mà bạn à, di chuyển đến kim thời gian nhé bình thường nhé. Bình thường nếu như ở các bản Filmora 11 cũ ấy, Filmora 11.3.7 hoặc là chấm chấm 3 chấm uh, 17.11.3.1 uh, gì đấy Thì khi mà bạn kích vào một cái điểm nào đó ở trên timeline này Thì cái kim thời gian này nó không di chuyển à, Không di chuyển và bạn muốn di chuyển cái kim thời gian Thì bạn phải kích vào cái cái dòng trên cùng của cái timeline này Hoặc là bạn nhấn và bạn giữ cái kim thời gian này Bạn di chuyển nó ở trên timeline Thế ra cái việc này nó rất là dễ Bởi vì cái việc này nó Kiểu giống như là các cái phần mềm edit video trước ấy Thế nhưng cái bản này là bản mới Đây là mình xem bản mới cho các bạn nhé About này à, Bản này là bản 13 à, 11.3.9 Thì họ lại đặt cái kim thời gian này à, kiểu là kích vào bất kỳ khoảng trống nào trên timeline ấy Thì nó lại kiểu kích vào đâu thì cái kim thời gian nó di chuyển đấy Thì bạn đổi lại nhé Ví dụ mình sẽ đổi lại giống như là các bạn vừa cài lên nhé Trong phần editing này đó, đây nó có cái nút này play head này bạn check mà mình check vào nút này nhé mình kích vào ok thì khi mà mình mình check vào nút này thì khi mà bạn kích chuột đấy bạn nhìn con chuột của mình đang ở giữa giữa tham nhé mình kích vào đây một cái đấy bạn nhìn thấy kim thời gian nó nhảy ở đây thì cái này nó tính năng mới nhưng mà nó cập nhật cái này mình thấy nó kiểu hơi hơi dở hơi à, đâm ra là để mà đổi lại như bình thường ấy thì các bạn nhớ vào đây nhé vào file nhé à, file sau các bạn chọn uh, reference À, sao bạn uh, đi đến phần editing trong phần editing bạn bỏ chọn cái này đi nhé bỏ cái play head này nhé uh, ấn nó này bỏ chọn đi uh, bạn kích vào ok thì nó sẽ quay lại bình thường bạn kích bất kỳ chỗ nào ở trên timeline thì nó sẽ không bị nhảy nữa uh, đó là cái về cái kéo thế còn uh, làm nào để cắt video thì rất là đơn giản nhé để cắt một uh, đoạn video ở trong Filmora, thì các bạn đưa cái kim thời gian đến cái vị trí bạn cần cắt ví dụ chỗ này mình muốn cắt này thì đưa ấn đây sau đó mình nhấn vào cái kéo này mình cắt đi À, hoặc là bạn có thể nhấn phím tắt nhé. Ví dụ bạn đưa kim thời gian đến đây, sau bạn à, nhấn phím tắt là cần chôn B nhé. Cần chôn B để tạ để cắt. Sau khi cắt rồi thì bạn muốn xóa đi, bạn nhấn phím delete để xóa đi. Và bây giờ nó sẽ còn cái khoảng trống ở đây. À, đây là bản phim RAM 11.3.9 thì bây giờ nó bỏ cái phần close gap đi nhé. Bỏ cái cái tính năng close gap mà nó thay vào đó là một cái dấu x. Dấu x ở khoảng trống này. Bây giờ bạn muốn đóng khoảng trống này thì bạn sẽ nhấn cái dấu x này nó sẽ đóng khoảng trống đó là bình thường thế còn nếu như mà bạn bạn muốn mà nó đóng tự động ví dụ mình đưa một cái video ví dụ video này chẳng hạn video này video chính bắt đầu mình cắt thô khi mà mình cắt thô thì có thể mình sẽ bật cái tính năng này lên bật tính năng gọi là auto ripple này nhé bật ấn vào nút này ấn vào cái xích này nó sẽ bật tính năng auto ripple sau khi bật tính năng này thì khi mà bạn muốn cắt ở đâu ví dụ bạn cắt ở chỗ này chẳng hạn Đúng không? Bạn cắt ở chỗ này, bạn xóa cái video này thì nó sẽ tự làm đầy cái khoảng trống này đi. Ví dụ đây, ở đây mình xóa đi, đó, nó sẽ tự làm đầy tức là nó sẽ kéo kéo cái video từ bên này nó chập vào bên này, chập vào bên trái từ bên phải, chập vào bên trái. À, thực ra cái tính năng này nó rất là hữu dụng khi mà bạn cắt thô thôi. Thế còn sau khi cắt thô xong rồi thì bạn nhớ là bạn tắt nó đi nhé. Tắt cái tính năng auto ripple đi. Bởi vì nếu không thì nó sẽ kiểu nhiều khi nó nhảy nhảy loạn ở trên timeline đó là mấy cái tính năng về cắt và ghép video. Thế còn nếu mà sau khi bạn cắt rồi nhé, ví dụ bạn muốn khôi phục cái đoạn cắt, khôi phục đoạn cắt của cái clip này, ví dụ cái clip clip này, chẳng hạn bạn muốn khôi phục đoạn cắt thì bạn chim nó ra, chim dài nó ra, tức là bạn kích vào đây, kích vào đây vào cái mép bên phải này, bạn kéo nó ra, kéo ra đây. Thế còn ở bên trái này bạn cũng có thể kích vào đây và bạn kéo nó ra. Tuy nhiên là bạn nhớ nhé, chú ý nhé, ví dụ cái video này nó chỉ có giới hạn là chiều dài nó đến đây thôi, thì bạn không thể kéo dài nó hơn quá nhé. Ví dụ ở đây mình kéo này thì nó chỉ đến đây này kịch này đó đến cái chỗ cuối này video này là kịch này đến cái vị trí này là kịch thôi tức là bạn cắt ở đây đi cắt ở chỗ này à, cắt ở chỗ này xóa ở chỗ này sau đấy bây giờ bạn muốn kéo nó dài ra thì nó chỉ dài đến đây thôi Thế còn nếu như mà bạn đây ví dụ này kéo dài ra nó chỉ dài đến đây thôi Còn nếu như mà bạn muốn nó dài nữa tức là bạn muốn kiểu video nó dài hơn so với bình thường ấy Thì bạn phải thay đổi tốc độ của nó tức là bạn làm chậm cái video đi Thì để làm chậm thì bạn giữ phím control nhé Giữ phím control thôi bạn di cái cái con chó chuột đấy đến mép của cái video à, Sau bạn kích bạn giữ và bạn kéo đó. Thì bạn kéo đi thì nó sẽ cho bạn này cái thông số làm chậm này Slow 0.68% này thực ra thì khi mà làm chậm ấy thì bạn có thể dùng uh, gọi là speed Keyframe và cái tính năng này nữa tính năng speed ở chỗ này nhưng mà thôi nếu mà các bạn chỉ muốn làm chậm tí thôi thì các bạn nhấn cân trộn được ok đấy làm nào để cắt video xóa video và uh, làm chậm video uh, với phần mềm Premiere 11 uh, mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn thế còn như là nếu mà bạn nào muốn mua phần mềm ấy để hỗ trợ uh, muốn mua phần mềm để xóa cái logo ấy hoặc là cái watermark ở dọc video khi mà bạn dùng bản miễn phí ấy, thì các bạn có thể uh, Liên hệ với mình à, theo thông tin mình đặt dưới phần mô tả Mình có hỗ trợ mua bản quyền phần mềm Fimora bản chọn đời nhé Với mã giảm giá là 20% Thế còn các bạn cũng có thể tự mua Mình cũng đặt link ở dưới phần mô tả ok Video ngắn đây thôi Nếu như các bạn à, có bất kỳ câu hỏi nào ấy Các bạn có thể comment bên dưới Cảm ơn các bạn đã xem video Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Bye bye